Xin chào các bạn, sau đây là bài chia sẻ cách xuất phim trong phần mềm Adobe After Effects. Với cái tính năng xuất phim này sẽ cho phép chúng ta xuất cái sản phẩm chúng đã làm xong trên cái project của chúng ta. Ví dụ ở đây chúng ta có một cái team rơi và đã được tạo hiệu ứng. Bây giờ chúng ta sẽ xuất ra dạng định dạng mà chúng ta mong muốn để đưa vào các cái phần mềm dựng phim chúng ta xử lý. Ở đây các bạn sẽ thấy ở đây là cái transparency, các bạn sẽ thấy là nền trong suốt, nó sẽ không có cái background. Thì các bạn sẽ lưu ý một điều một chút là khi chúng ta xuất chúng ta cũng phải điều chỉnh như thế nào đó để chúng ta sang các phần mềm khác nó sẽ không có cái background màu đen. Ở đây sau khi các bạn làm xong, các bạn chỉ việc vào phần combo, sau đó các bạn đến phần add to render queue hoặc là giữ tổ hợp phím control shift và lút gạch chéo. Sau khi chúng ta kích vào cái phần này, các bạn sẽ thấy nó hiển thị lên một cửa sổ là render queue. Ở đây các bạn có thể set các thông số. Chúng ta chỉ cần lưu ý hai phần. Phần thứ nhất là phần Output Modem. Với phần Output Modem, khi các bạn kích vào, chúng ta sẽ thấy hiển thị một bảng cửa sổ. Ở phần Format cho phép chúng ta tạo các định dạng rất là nhiều khác nhau, từ MPEG-2, MPEG-4, QuickTime, rồi rất là nhiều. Thông thường các bạn đưa sang các phần mềm dựng phim thì chúng ta nên để chế độ là AVI, thì nó sẽ tương thích với rất là nhiều phần mềm. Sau khi xong, các bạn lưu ý ở phần Channel. Ở phần channel có phần RGB. Ở phần RGB các bạn sẽ thấy có alpha và RGB cộng alpha. Ở đây chúng ta muốn cái background nó trong suốt mà không có nền màu đen thì các bạn là chọn là RGB alpha. Thì với tính năng này nó sẽ xuất ra cái nền trong suốt transparency cho chúng ta mà không cần phải alpha nào. Với alpha thì nó chỉ xuất ra dạng đen trắng alpha để chúng ta có thể đưa vào chắc mesh để chúng ta đưa một số phần mềm nó không hiểu là IBM Compress thì các bạn phải xuất alpha. Thông thường tất cả các phần mềm thì các bạn chỉ cần xuất là RGB cộng alpha, tự động chương trình sẽ hiểu được cái nền đó là nền trong suốt. Một cái chú ý là ở cái phần color, bình thường các bạn ở phần Prism các bạn có thể chuyển về chế độ Strain. Với cái chế độ này thì các bạn sẽ thấy các cái đường viền của những trái tim cũng như ánh sáng nó sẽ không còn màu đen nữa, thì nó sẽ tạo một số phần mềm hay tương thích nó sẽ tự động nó khử những cái đường viền màu đen đi, thì tạo cho những cái transparency của chúng ta rất là đẹp. Ở đây nếu các bạn có phần audio thì chúng ta sẽ kích vào phần audio output để nó sẽ xuất cả tiếng ra, còn nếu các bạn không có thì chúng ta không cần phải check vào. Sau khi xong ở phần output các bạn sẽ kích vào đây và chúng ta sẽ đưa vào một cái thư mục nào đó mà chúng ta mong muốn, ví dụ như là tạo một cái thư mục ví dụ như là tim rơi effect. Sau khi các bạn tạo tên của file rồi, các bạn chọn save. Như vậy là chúng ta chỉ cần các cái bước thao tác đơn giản như vậy thôi là chúng ta đã xong cái quá trình là điều chỉnh những cái thông số cho cái việc mà xuất phim. Sau khi chúng ta làm xong thì các bạn sẽ thấy ở đây thì khi mà chúng ta chọn render queue thì nó tự động nó sẽ lấy cái phân giải của cái phim đó. Các bạn sẽ thấy ở đây nó tự động lấy các cái phân giải. Ở đây chúng ta sẽ chưa có nhìn thấy. Ở đây chúng ta để ý là cái phân giải sẽ tự động nó sẽ lưu ở cái định dạng mà chúng ta mở ra. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là phân giải nó đang là 864x480 và các bạn có thể resize thành các kích thước khác nhau. Ở đây custom các bạn sẽ chuyển pan, dv và cái gì đó các bạn có thể chuyển. Còn thông thường thì các bạn sẽ bỏ cái check này ra thì nó sẽ xuất đúng cái định dạng mà các bạn mở là 864x480. Đây là cái chuẩn khung hình widescreen cho NT. Sau khi xong các bạn chỉ việc nhấn render. Thì khi render thì chương trình sẽ tự động là sẽ xuất cho chúng ta và sẽ báo hiển thị là thứ nhất là cái thời gian hoặc là cái tổng thời gian hoặc là các bạn phải remain là còn khoảng tầm bao nhiêu phút, khoảng 1 phút nữa là xong. Thì ở đây nó sẽ báo cho chúng ta những cái thông số để chúng ta có thể nhìn thấy. Thì như vậy là chúng ta đã làm xong cái bước là xuất phim. Việc còn lại thì chúng ta chỉ việc đưa vào những cái phần mềm dựng phim, sau đó chúng ta import vào thì chương trình sẽ tự động hiểu cho chúng ta là nền trong suốt hay là chúng ta xuất nền không trong suốt. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn các bài chia sẻ tiếp theo.